Trump boy, hi everyone. Rồi các bạn ơi, thì hôm nay em gái của Khải sẽ cho Sam và Sơ thưởng thức mít. Đây là mít Thái các bạn. Thì bây giờ em gái của Khải sẽ lấy mít cho các bé ăn nha các bạn. Thank you.
Rồi, Sammy Samboy, bye bye. Thank you.